Xin chào bạn, tôi chính xác Việt Đức đây. Hôm nay ngồi bệnh nhân nam 25 tuổi, bạn ấy từ tận cách đây khoảng hơn 100 km các bạn ạ. Và bạn ấy muốn cắt một phương án tốt nhất. Đây thì mình sẽ cắt bằng phương pháp laser các bạn ấy. Đây là phương án mà nó ít nguy cơ hơn. Đấy, về nhà bạn ấy làm công việc nặng nhọc, ra nhiều mồ hôi. Đấy thì mình cắt một phương án này thì nó thoải mái luôn. Về nhà đem đi làm thoải mái. Có bằng máy thì nó cũng tốt không các bạn ạ? Nhưng mà nó nguy cơ nhiễm trùng nó sẽ cao hơn. Cao hơn như chúng ta cắt bằng tay, là cắt bằng cái phương pháp này. Xin chào bạn, tôi sẽ sóc Việt Đức đây. Mình vừa cắt bao đầu cho một trường hợp Việt Nam 26 tuổi các bạn ạ. Các bạn thấy là cùng xem kết quả sau khi chúng tôi phẫu thuật là đẹp thật đấy, quá đẹp các bạn em nhìn này, nó như thể đều gá với nhau ấy. Đau không em? Các bạn thấy cái đường mổ này đẹp thật đấy, đây còn chưa lau qua nữa. Đấy, các bạn thấy là đây là phương pháp mà cắt gọi là bằng laser đây, hay bằng dấu điện. Đấy, tất cả những bệnh nhân mà VIP của anh vừa rồi anh cắt bằng phương án này hết, tại vì là nó là do anh làm mà, đúng không? Kiểu làm thủ công ấy. Đấy, nhưng mà nó lại các bạn thấy là làm thủ công nhưng mà không khác gì, hoặc là thậm chí là cắt đẹp hơn cắt máy rất là nhiều. Để bản thân là cái chỉ mình khâu ấy, đấy, bao giờ nó cũng sẽ bé hơn như cái ghim mà. Đấy, và thứ hai ấy là đấy, cái chỉ này thì mình sẽ chủ động mình cắt được, đấy, còn 8-9 ngày mình cắt đấy, thì sẽ rất là đẹp các bạn. Đấy. Đây các bạn thấy này, lông lì ấy.